ba quả chanh đem lại công danh sự nghiệp. Đặt một đĩa chanh muối trong nhà là một phương pháp phong thủy, giúp cải thiện vận khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Phương pháp này được cho là có thể giúp xua đuổi vận đen, tăng cường tài vận cho gia chủ, giúp công danh sự nghiệp phát triển, tiền tài tấn tới. Để thực hiện, bạn cần làm theo các bước sau. 1. Lấy 3 quả chanh và bổ chúng thành 4 phần. 2. Đặt các phần chanh lên đĩa, sau đó rắc một lượng muối nhỏ lên trên. 3. Đặt đĩa chanh muối ở cạnh giường ngủ hoặc góc tối trong nhà để thu hút năng lượng xấu. Sau khoảng 5 đến 7 ngày, khi vận khí trong nhà được cải thiện, may mắn sẽ bắt đầu đến. Để duy trì hiệu quả tốt hơn, nên thay mấy đĩa chanh hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên chạm trực tiếp vào những trái chanh này. Theo quan niệm phong thủy, việc làm này sẽ giúp tài lộc và phúc lộc của bạn phát triển theo hướng tích cực. Phương pháp này được xem là cách đơn giản để cải thiện vận may và thu hút sự thịnh vượng vào nhà.